anh Quang, nên anh nghỉ sớm thế anh? Cho công nước đi. Nhìn xem mấy giờ rồi, không lẽ bắt thằng này làm đến chiều à? Ô, anh buồn cười. Em là em chỉ quan tâm anh tí thôi, việc gì mà phải cáu thế? Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt. Cái ông này ấy. Đây, nước của anh đây. Hôm nay quán có vẻ vắng khách. Ôi trời ơi, ngày nào chả thế. Cứ lác đác vài khách. Có khi em chuẩn bị dẹp quán rồi. Mà em nghe nói cái Tuyền nhà anh được vào tập đoàn ABA làm trợ lý cái gì cơ mà. Thế sao giờ này anh còn phải vất vả thế? Mới đang thử việc, chứ đã được làm chính thức đâu. Với cả việc cô ấy làm, việc của tôi làm. Ai lại đi ăn bám người yêu bao giờ? Thế hai người cứ định ở với nhau như vậy à? Này, cô nói thế là ý gì đấy? Ý của em là đám cưới ấy. Anh cứ đang nghỉ vớ vẩn. Để cho cô ấy ổn định đã, rồi tính sau. Giờ ăn còn lo chưa xong, cưới xin cái gì? Em nói thật nhá, anh là anh dại lắm. Anh mà không chấp thời cơ nhanh nhá, cái tuyển công việc ổn định nhá, đến lúc đấy không có cơ hội đâu. Này, cô đừng có mà nói vớ vẩn. Tuyền không phải là loại người đấy đâu. Các cụ nói rồi, mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy. Cái Tuyền như vậy, anh như thế này, lâu dần nó phải suy nghĩ chứ. Cô bớt nhiều chuyện đi. Bọn tôi ở với nhau bao nhiêu lâu, chả lẽ tôi không hiểu cô ấy à? Trời ơi, tùy anh. Chẳng qua là cùng thân phận nghèo khó, nên là em thương tình khuyên nhủ anh thôi nhá. Đớm, cô ở nghèo quá. Cái gì chả thế. Thôi anh uống nước đi, nói chuyện với anh Trân bỏ xử ra. Mời vào. Chủ tịch ạ. Ngồi đi, chờ tôi một lát. Dạ vâng ạ. Chủ tịch gọi em có việc gì không ạ? Sang tuần là cô hết thời gian thử việc phải không? Dạ đúng ạ. Cô xem đi, dự án sắp tới đấy. Chủ tịch, nói như vậy là em được nhận chính thức rồi ạ? Dự án này khá lớn, nên tôi sẽ trực tiếp phụ trách. Cô chỉ theo phụ tá thôi. Cô có làm được không? Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Cô có gia đình chưa? Em chưa, nhưng em có người yêu rồi. Bọn em ở cùng nhau cũng được 2 năm. Định là bao giờ em được nhận chính thức, bọn em sẽ làm đám cưới ạ. Có vấn đề gì sao, thưa chủ tịch? Đời sống cá nhân của các cô tôi không quan tâm. Thế nhưng trong thời gian làm việc, đặc biệt là phụ trách dự án này, tôi không muốn xảy ra chuyện gì để ảnh hưởng đến công việc. Bởi vì khi tìm người thay thế sẽ rất là bất tiện. Ý tôi là chuyện con cái ấy. Trước đây cũng có một vài người làm việc, trong thời gian làm thì mang thai rồi nghỉ việc. Tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Về vấn đề này thì chủ tịch yên tâm, bọn em chưa có kế hoạch đó đâu ạ. Ai cũng nói vậy, nhưng kết quả thì sao chứ? Tôi vẫn phải chạy theo khắc phục hậu quả. Cho nên dự án này... Chủ tịch, thật sự bọn em vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Nếu như chủ tịch không yên tâm, hay là em tính thế này ạ? Cô nói đi. Em sẽ chưa ký hợp đồng chính thức vội. Đợi khi nào xong dự án, em mới ký được không ạ? Nói vậy, trong quá trình tham gia dự án, mà cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cô sẽ không có quyền lợi gì đâu. Cái này em hiểu ạ. Cô đã quyết tâm như vậy, thì tôi không còn gì để nói. Thế nhưng cô yên tâm, khi nào xong dự án, lúc ký hợp đồng với cô, tôi sẽ có kế hoạch khen thưởng thỏa đáng. Cô không sợ thiệt thòi đâu. Vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Cô cầm bản dự án về nghiên cứu dần đi. Vâng, vậy em xin phép ạ. Khuya rồi em không ngủ, ngồi xem cái gì đấy? Đây là dự án đầu tiên mà chủ tịch cho em tham gia. Em phải nghiên cứu thật cẩn thận. Thế là em được ký hợp đồng rồi à? Vẫn chưa. Nếu chưa ký, tại sao người ta lại cho em tham gia dự án?
Chuyện là thế này. Em quyết định như vậy à? Vậy nên vì tương lai của chúng ta, từ giờ chúng mình phải cẩn thận đấy. Anh hiểu rồi. Đợi khi nào em chính thức tham gia dự án thì anh nghỉ việc ở công trường đi, tìm việc nào đó nhẹ nhàng mà làm. Anh có biết việc gì khác đâu mà làm. Hay để em thu xếp anh đến tập đoàn làm bảo vệ nhá. Ấy, không được. Như thế mất mặt em lắm. Đằng nào em cũng sắp trở thành trợ lý rồi. Anh nghĩ em là con người coi trọng mặt mũi như thế à? Anh, ý anh không phải thế. Anh sợ người ngoài người ta đánh giá cho. Hay là để anh đi chạy xe ôm nhé. Vậy thì tùy anh đấy. Nhưng anh đừng áp lực chuyện tiền nong quá. Anh vất vả mãi rồi. Giờ đến lượt em kiếm tiền. Anh hiểu rồi. Em yên tâm. Chị Vân, đợt này chị có đông khách không ạ? Ôi dồi ôi, hôm nay Rồng lại đến nhà Tôm cơ à? Lạ thế. Rồng với Tôm gì chứ, chị cứ trêu em. Chẳng thế à? Thế bây giờ mày đang làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn ABA. Thế chức vụ cũng đâu có nhỏ. Em chỉ làm công ăn lương thôi chị ạ. Gớm, mày tưởng được nhưng mày dễ lắm đấy à? Vâng, vậy chị cho em cốc trà đá đi ạ. Ờ, thế ngồi chờ chị tí. Đây, uống đi cô nương. Dạ vâng. Ôi. Này, em bị làm sao đấy? Em không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn một chút thôi. Đâu? Nhìn mặt mày xanh xao lắm đấy nhá. Hay là vào trong nhà chị nằm nghỉ đi. Dạ không sao đâu chị ạ. Chắc là mấy hôm nay em phải xuống công trường cùng chủ tịch nên chưa quen hoàn cảnh thôi. Cái biểu hiện này của mày, tao e là không đơn giản thế đâu. Khả năng là mày có bầu rồi. Chị nói cái gì cơ? Tao đẻ rồi, thế nào tao lại không rõ. Mày đi về kiểm tra đi. Mà này anh qua anh làm cái gì mà giờ này vẫn chưa nghỉ nhở? Em không uống nữa đâu. Em đi về trước đây. Lát anh quăng ra chị nói hộ em nhá. Ôi con này, làm gì mà mày như ma đuổi thế? Đấy, nước còn chưa kịp uống. Sáng nay em về sớm đấy. Kìa. Em. Anh về rồi à? Hôm nay em xuống công trường tìm anh à? Vâng. Em bị sao đấy? Nhìn người cứ như là mất hồn ấy. Em có thai rồi. Em nói cái gì cơ? Em đi kiểm tra rồi, được 9 tuần. Anh sao thế? Anh không vui à? Chẳng phải em đã làm cam kết gì với chủ tịch cơ mà. Như thế này thì... Biết sao được, em cũng đâu có muốn. Đành nghỉ việc, rồi sau này tính sau vậy. Mình vẫn còn tiền tiết kiệm, chắc là vẫn đủ trang trải. Chị là sau này anh sẽ vất vả hơn đấy. Vất vả anh chẳng sợ, nhưng mà còn tương lai, còn công việc của em. À, hay là mình bỏ đi, mình còn trẻ, lo gì? Không được, nó cũng là sinh mạng, là máu mủ của mình. Em không làm được đâu. Mới có 9 tuần thôi mà, đã có hình dạng gì đâu. Em không cần phải áy náy. Đấy là do mình tự an ủi bản thân thôi, chứ nó cũng là sinh mạng đấy. Anh thấy công việc này khó khăn lắm em mới giành được. Em đánh đổi như thế, liệu có đáng không? Em biết chứ, nhưng em không thể nào làm như thế được. Anh Quang, nay anh nghỉ làm à? Anh Quang. Cái ông này. Anh Quang. Cái gì đây? Này anh lạ lắm. Thế anh có chuyện gì à? Không có gì. Hôm nay tôi mệt nên nghỉ buổi thôi. Nhìn anh là biết nặng chịu tâm sự rồi. Mệt mỏi cái gì? Thì có tâm sự nên mới mệt đấy. Thế có chuyện gì? Anh kể cho em nghe xem nào. Huyền có bầu rồi. Em biết ngay mà.
Sao? Cô biết rồi à? Thì hôm qua nó ngồi đây, nó chả nôn ọe suốt còn gì. Chán thật chứ. Cơ hội quá tốt để thăng tiến, ấy vậy mà lại có bầu. Thế thì còn nói chuyện gì nữa. Ý anh là sao? Đây. Kể ra cũng tiếc thật. Có phải ai mới vào làm cũng được tham gia dự án lớn như thế đâu. Nói đến làm gì cho đau đầu ra. Cái chuyện này thì nó cũng đơn giản mà. Bảo cái Tuyền nó bỏ đi là xong. Vô ích. Cô ấy không chịu đâu. Không hiểu con này nó đang suy nghĩ cái gì nhở. Vợ chồng còn trẻ thì để lúc nào chả được. Cơ hội thăng tiến á thì chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Em bảo này, nếu mà nó không chịu á thì anh giúp nó đi. Giúp kiểu gì? Tôi có phải người mang thai đâu. Lại đi em bảo. Nguy hiểm lắm, không được đâu. Anh nghĩ là em xui dại anh à? Bao nhiêu người dùng rồi không sao, trong đó có cả em đấy. Tùy anh thôi. Lúc trước em dùng không hết, đang định cho anh. Thế nhưng mà với cái thái độ này của anh á, thôi bỏ đi. Tôi sợ sau này Tuyệt sẽ hận tôi đấy. Anh này, chả có câu đầu giường vợ chồng cãi nhau, cuối giường vợ chồng sum họp còn gì. Đây là anh đang muốn tốt cho nó, chứ không phải muốn hại nó đâu. Anh mà còn chần chừ nữa nhá, là không kịp đâu. Anh sao đấy? À, em vẫn chưa báo cáo chủ tịch của em chuyện em có thai đúng không? Em đang suy nghĩ, muốn nói mấy lần rồi, nhưng đến nửa chừng lại không biết nói thế nào hết. Hay là... Em sẽ không bỏ đứa bé đâu. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh biết. Nhưng mà em đã quyết tâm. Làm sao mà em phải chịu vất vả như vậy? Còn làm ngày nào thì em phải tận tâm ngày đó chứ. Biết đâu sau này chủ tịch cho em cơ hội thì sao? Thôi. Thế cũng được. Em uống cốc nước đi cho nó mát. Nước gì mà nhìn màu lạ thế anh? À, thuốc bổ của cái Vân ấy, em uống đi. Nó bảo là rất tốt cho sức khỏe đấy. Ừ. Em thấy thế nào? Mùi hơi khó chịu, như kiểu là bị ẩm mốc ấy. À, vậy để anh lấy nước lọc cho em. Không cần đâu, anh cứ đi nghỉ trước đi. Xong em nhớ đi ngủ luôn nhé. Em biết rồi. Em sao đấy? Em đau bụng quá. Sao lại đau nhanh vậy được nhỉ? Anh mau đưa em đi bệnh viện đi. Kìa, em. Tuyền. Tuyền. Chủ tịch Cường. Tôi biết hết mọi chuyện rồi, cậu không cần nói gì cả. Thế tình hình của Tuyền sao rồi? Vẫn đang cấp cứu, chưa có thông tin gì ạ. À, thế rồi, bác sĩ, tình hình bạn gái tôi thế nào rồi ạ? Vợ anh uống phải thuốc tránh thai không rõ nguồn gốc, lại hết hạn sử dụng, dẫn đến việc bị ngộ độc. Tạm thời vợ anh đã qua cơn nguy kịch, may mắn là thai nhi không sao. Hiện tại, sức khỏe vợ anh đang rất yếu, cần chăm sóc và nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ? Hiện tại thì chưa, vì sức khỏe cô ấy còn rất yếu. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, khi nào người nhà vào thăm được, tôi sẽ báo.
thuốc không rõ nguồn gốc à? Còn Vân, tôi sẽ không để yên cho nó. Chuyện này trước tiên chỉ có thể trách cậu dặn dột, làm sao trách được người khác chứ. Vâng, chủ tịch nói đúng. À, chủ tịch Cường. Chuyện gì vậy? Dạ, chuyện của Tuyền không phải là cô ấy cố tình lừa dối chủ tịch đâu ạ. Tôi hiểu. Tôi xin lỗi chủ tịch. Thật ra tôi nói như vậy cũng chỉ muốn cô ấy phòng tránh thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cũng nên chấp nhận. Cách làm của anh hoàn toàn không đúng đâu. Cũng may Tuyển và em bé không sao. Nếu không tôi sẽ ân hận cả đời mất ạ. Tôi thấy tạm thời Tuyển không sao, nhưng mà việc cô ấy có tha thứ cho cậu không còn chưa biết được. Bởi vì lỗi lầm lần này cậu làm ra quá nghiêm trọng rồi. Thôi, cô ấy không sao là may rồi. Tôi về đây. Khi nào cô ấy tỉnh lại, nhớ báo cho tôi một tiếng nhé. Phỏng vấn của em rồi anh đưa em đi với à? Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi không phải là xe ôm, tôi chỉ trông xe giúp người ta thôi. Anh cứ đèo em đi, em sẽ trả tiền gấp đôi cho anh. Hôm nay em gấp lắm rồi anh ạ. Nhưng mà đây là xe của người ta, tôi chỉ trông hộ thôi. Tôi không có chìa khóa thì làm sao chở cô đi được? Chìa khóa vẫn ở đây mà anh. Anh chở em đi, em sẽ trả tiền cho anh. Em xin anh đây, em đang muộn lắm rồi. Thôi được rồi, cô chờ tôi một lát, tôi gọi cho chủ xe hỏi xem thế nào đã. Vâng, anh nhanh giúp em với nhá, em gấp lắm rồi ạ. Alo anh à, tôi là người giữ xe hộ anh đây. Anh đã ra chưa? À, có một bạn ấy cần đi xe ôm gấp. Nếu mà anh chưa ra thì tôi mượn tạm rồi đưa bạn ấy đi. Lát tôi gửi vị trí cho anh. Tiền của khách ấy, thì tôi đưa hết cho anh. Được, ok ạ. Có được không hả anh? Được rồi, cô lên xe đi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ờ, anh, đến rồi. Ờ, cô phỏng vấn ở công ty nào thế? Em phỏng vấn ở tập đoàn ABA. Quấy hết bao nhiêu tiền thế ạ? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Anh, của em hết bao nhiêu tiền ạ? Của cô hết 50.000. Vào đây, em gửi anh cứ cầm hết đi ạ. Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ? Mời vào. Dạ em chào chủ tịch ạ. Em gửi chủ tịch hồ sơ của bạn nhân viên mới. Cô ấy được nhận vào làm chưa? Dạ được rồi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của bạn ấy. Để tôi xem qua hồ sơ. Cũng có năng lực đấy nhỉ. Chủ tịch quen bạn ấy hay sao đấy ạ? Tôi vô tình gặp thôi. Thế nhưng mà tôi thấy cũng có duyên nên muốn xem cô ấy là người như thế nào. Có phải là chủ tịch thích bạn ấy đúng không ạ? Không phải, tôi mới gặp cô một lần, thích gì mà thích chứ. Em xin lỗi, em chỉ đoán bừa thôi ạ. Cô giúp tôi để ý cô ta xem cô ta làm việc như thế nào nhé. Dạ vâng, em xin phép ạ. Tuyên, em uống nước cho đỡ khát này. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Không cần phải khách sáo với anh thế đâu. Em cứ coi anh như người nhà của em ý. Dạ vâng. Em thấy công việc thế nào? Có áp lực không? Để anh điều chỉnh cho em nhé. Dạ không, em thấy cũng ổn ạ. Thế thì tốt. Anh thấy em rất là thông minh. Chỉ cần mấy ngày thôi là em sẽ quen việc ấy mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh đã bảo là không cần khách sáo với anh như thế rồi.
Ở đây á, mọi người đoàn kết, quan tâm đến nhau lắm. Đặc biệt anh lại là trưởng phòng, anh càng phải quan tâm các em hơn chứ. Dạ vâng. Thế Tuyền đã có người yêu chưa nhỉ? Dạ. À, đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn quan tâm với tất cả mọi người thôi. Giúp đỡ được ai là anh giúp đỡ ấy mà. À, dạ vâng. Ừ. Em vẫn chưa có người yêu ạ. Thế em cứ làm việc đi nhá, cần gì giúp đỡ thì cứ bảo anh. Sao anh ta có như biến thái thế nhở? Ây da, mới vào làm mà đã được trưởng phòng để ý rồi, số hưởng thật đấy. Em chào chị, chắc là do em là nhân viên mới nên anh Long mới quan tâm như vậy thôi ạ. Không có đâu, anh ấy có ý với ai thì anh ấy mới quan tâm. Nhớ ngày xưa ta cũng được quan tâm như thế, nhưng mà bây giờ thì chẳng được nữa. Chắc là ta phải nhường lại vị trí cho mày thôi. Chị lại nói đùa rồi ạ, em không dám đâu. Thôi, lại còn chối. Trong lòng chỉ thích bỏ mẹ ra lại còn. Chắc chị hiểu nhầm rồi ạ. Em không phải loại người thích đánh đổi kiểu đó để nhận được sự ưu ái đâu ạ. Thế cơ á? Cao quý nhở? Em thấy cũng bình thường mà chị. Không lẽ chị không nghĩ như em ạ? Ý của mày là gì hả con danh? Em có ý gì đâu ạ. Em chỉ hỏi chị như vậy thôi. Nếu chị không thích thì em không hỏi nữa. Mày cũng ghê nhỉ? Cảm ơn chị đã quá khen. Bình thường thì em cũng hiền thôi, nhưng có người động đến em sẵn sàng đấu lại. Ok, thế thì để tao xem mày đấu được đến bao giờ. Công ty này nổi tiếng như thế, sao lại có mấy thành phần hãm thế nhở? Ơ, anh xe ôm, anh làm gì ở đây thế? Là cô à? Cô tan làm rồi sao? Vâng, em vừa tan làm. Cũng may là hôm đấy nhờ có anh nên em mới đến phỏng vấn kịp đấy. Vậy à? Thế chúc mừng cô nhá. Vâng. À, ở bên kia quán cà phê, em mời anh sang uống cốc nước nhá. Vậy cũng được, tôi cũng đang rảnh mà. Vâng, mình đi thôi. Anh làm gì ở đây thế ạ? À? À, tôi chỉ vô tình đi ngang qua công ty của cô thôi. Vậy à? Thế bây giờ anh đang làm công việc gì? À, tôi làm xe ôm. Anh đừng có đùa em. Hôm trước anh chẳng bảo anh chỉ trông xe hộ người ta thôi à? Khi nãy cô vẫn gọi tôi là xe ôm còn gì. Em lỡ miệng thôi, tại lúc đấy em vẫn chưa biết tên anh. À, tôi tên là Cường. Thế còn cô? Em tên là Tuyền. Mà tên của anh giống với tên của chủ tịch em lắm ý. Vậy à? Trùng hợp thật đấy. Em mới vào thôi, chỉ biết mỗi tên chủ tịch mà vẫn chưa được gặp lần nào hết. Có khi là cô gặp rồi, nhưng mà không biết đấy chứ. Không thể nào. Em mới quen được có mấy người trong phòng em thôi, em chưa gặp được sếp lớn nào hết. Thì chắc chắn sau này sẽ gặp đấy. Dạ vâng. Mà công việc của cô thế nào? Có ổn không? Công việc lương thưởng của em cũng ổn, nhưng có một số thành phần thì hơi hãm anh ạ. Sao thế? Họ bắt nạt cô à? Cũng gần như là thế anh ạ. Anh trưởng phòng thì như là dê sồm ấy, còn mụ đồng nghiệp có vẻ như là thích anh trưởng phòng, nên mỗi lần thấy anh trưởng phòng tiếp cận em là cô ta lại ghét em ra mặt đấy. Nghe cũng có vẻ đau đầu phết nhỉ. Em phải cố gắng lắm mới vào được công ty này làm đấy, nhưng mà vào được rồi lại gặp phải hai trường hợp này. Thế cô định làm tiếp hay là xin nghỉ? Tất nhiên em phải làm tiếp rồi, em sẽ không để họ dễ dàng bắt nạt em đâu. Tốt, phải như vậy chứ. Mình sợ họ thì họ càng đè đầu cưỡi cổ mình. Vâng, anh nói đúng. Thế bây giờ anh đang làm ở đâu? Tôi cũng làm ở gần đây thôi. Tôi cũng làm công việc văn phòng như cô ấy. Thế chỗ anh có mấy thành phần hãm như em vừa kể không? Có chứ, ở đâu cũng có những thành phần như vậy. Nhưng mà tôi thấy họ chưa bắt nạt tôi bao giờ cả. Thế thì chắc chắn là anh làm sếp của bọn họ nên bọn họ mới không dám bắt nạt anh đấy. Không phải đâu, chắc là do tôi khó tính nên là họ không dám động vào. Nhưng mà trông anh không giống mấy kiểu người khó tính thế nào cả. Thật á? Thật mà, trông mặt anh hiền khô ấy. Được, tôi sẽ coi như đó là một lời khen vậy. Anh vui tính thật đấy. Tuyên, anh mua trà sữa cho em này. À, em cảm ơn anh.
Nhưng mà em không thích uống trà sữa. Anh giữ lại uống đi ạ. Anh đã mua rồi thì em cứ nhận đi cho anh vui nhá. Em không uống thì em không nhận. Để ở đây thì nó lại hỏng mất. Hay là anh cho người khác đi ạ. Thế thôi vậy. Để tí anh uống. Dạ vâng. Mà Tuyền này, tối nay em có rảnh không? Có chuyện gì không ạ? Em vào đây làm việc cũng được mấy hôm rồi mà anh em mình chưa có cơ hội để trò chuyện với nhau, để cho anh có thể hiểu em hơn. Nếu như mà tối nay em không bận, anh có thể mời em đi ăn rồi chúng mình đi cà phê được không? Dạ thôi ạ. Bạn cùng phòng của em bị ốm nên em muốn ở nhà chăm sóc cho nó. Thế tối mai thì sao? Dạ anh thông cảm. Buổi tối em ít ra ngoài lắm. Đi một tí rồi về thôi mà. Bây giờ em lớn rồi, em phải chịu khó đi chơi buổi tối một chút chứ. Anh thông cảm giúp em không đi được ạ. Khó thế nhỉ. Được trưởng phòng mới đi ăn mà lại chê à? Không phải việc của em. Em về chỗ làm việc đi. Sao anh căng thẳng với em thế? Em đang thuyết phục nó đi giúp anh mà. Anh không cần. Em về làm việc của mình đi. Anh mà quát em là nó sợ đấy. Tuyền, em cứ làm việc đi. Đừng quan tâm đến những lời Vân nói. Người ta là trưởng phòng đấy. Có ý như thế mà không đi à? Lúc nào cả phòng mình đi liên hoan thì em sẽ đi cùng mọi người. Nhưng còn nếu đi riêng thì em không đi được ạ. Không thích đi hay là đang làm giá để cho người ta mắc bẫy mình là gái ngoan? Em không phải kiểu người như vậy. Nếu như chị thích đi thì em sẽ bảo anh Long rủ chị đi. Mày là ai mà mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy? Tao nói cho mày biết này, anh Long chỉ coi đám nhân viên chúng mày là một lũ qua đường thôi. Mày hiểu không? Thế chị là hàng gì ạ? Ốc quân danh này. Mày ăn nói cho cẩn thận. Đừng để tao đi lên. Không thì mày không xong với tao đâu. Nếu như chị không muốn em nói như vậy thì tốt nhất chị đừng làm phiền đến em. Quân danh này. Mày cứ đợi đấy. Tao sẽ cho mày biết tay tao. Mời vào. Dạ, em gửi chủ tịch báo cáo ạ. Ừ. Mà tình hình bạn nhân viên mới kia thế nào rồi? Hôm nay bạn đó bị trưởng phòng Long gạ gẫm và còn bị chị Vân dọa dẫm nữa. Chủ tịch có cần em nhắc nhở hai người họ không ạ? Không cần đâu. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Cô chỉ cần theo dõi là được rồi. Vâng ạ. Vậy thì em xin phép. Ôi dồi ôi. Chị Vân, chị làm cái gì thế? Ui chết. Tôi xin lỗi nhá. Tại tôi thấy người cô hơi bẩn nên là cho mấy ít nước để rửa ấy mà. Chị quá đáng vừa thôi. Tôi không động đến chị, nhưng chị đừng có động đến tôi. Bây giờ tao động vào người mày rồi đấy. Mày làm gì được tao? Ôi, là chị ép tôi đấy nhá. Ôi cái con danh này. Mày dám đánh tao hả? Này 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 này. Em đang làm cái gì thế à? Nó dám tát em cho nên em phải đánh nó. Anh đừng có mà bênh. Em cứ bình tĩnh xem nào. Chuyện gì rồi sẽ có cách giải quyết. Em không bình tĩnh. Nếu anh mà banh nó nhá, em sẽ nói hết bí mật của anh cho lãnh đạo nghe đấy. Em dám dọa anh à? Tại sao em không dám? Bây giờ anh có tránh ra không thì bảo. Đủ rồi, dừng lại đi. Dạ em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch ạ. Em ổn chứ? Em không sao. Bọn họ vừa gọi anh là gì thế ạ? Thì em vừa nghe rồi đấy. Anh là chủ tịch. Sao có thể như vậy được chứ? Chuyện đó anh sẽ giải thích với em sau. Giờ em phải giải quyết chuyện này đã. Dạ vâng. Hai người làm cái trò gì ở đây? Dạ tại nó đánh em nên là em mới định đánh lại nó ạ. Là chị ta hất nước lên người em trước đấy ạ. Tại sao cô lại hất nước lên người của Tuyền? Dạ em lỡ tay thôi ạ. Lỡ tay sao? Cô cũng biết lấy lý do đấy. Cậu Long, cậu là trưởng phòng mà không biết bảo ban nhân viên của mình à? Dạ em xin lỗi chủ tịch. Em sẽ rút kinh nghiệm mà. Là do cô ta dọa cậu nên cậu mới không dám làm gì phải không? Hả? Dạ Vân có dọa gì em đâu à? Đừng tưởng tôi không biết. Là hai người thông đồng với nhau làm khống sổ sách của công ty. Trong tay tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Hai người không cãi được nữa đâu. Dạ là do anh ta lôi kéo em, chứ em không hề muốn làm đâu ạ. Chủ tịch tha lỗi cho em. Cô im mồm đi. Hai người cứ lên công ty trước đi. Tôi sẽ nói chuyện sau.
Em ướt hết cả rồi. Để anh đưa em về thay đồ nhá. Như vậy có phiền chủ tịch quá không ạ? À? Có gì mà phiền chứ. Vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Mà chính ra anh có duyên làm tài xế cho em phết nhỉ? Chủ tịch lại đùa em rồi ạ. Alo, anh làm cái gì mà em gọi mãi anh mới nghe thế? Gì đây? Anh đang bàn chuyện quan trọng của em đây này. Chuyện gì mà quan trọng? À, là cái chuyện mà hôm qua anh nói với em đấy á. Chứ còn sao nữa. Thế gọi anh có chuyện gì mà rối rít lên thế? À, thì em hỏi anh ăn cái gì, em đang tiện đường đi chợ, thế là em mua luôn. Ăn gì chả được. Thôi, anh đang bận nhá. Ơ, đùa đâu. Hơi tí là cáu gắt với người ta. Cứ để về nhà, anh chết mẹ. Nhìn quen quen. Hình như là người yêu cũ à? Này, cái cô gì kia? Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Sao đây anh Cường? Anh gọi tôi có việc gì à? Ơ, là em Hà Vân. Xem nào, người yêu cũ của tôi bây giờ còn dáng vẻ hèn hạ thế này à? Em nói vậy là có ý gì? Thật không ngờ anh lại được gặp em ở đây đấy. Sao? Gặp lại tôi thì được cái gì? Tôi chưa bao giờ mong được gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Anh cũng không nghĩ là lại... Đúng là hãm cảnh cạch. Không ngờ chia tay rồi, vẫn gặp sao quả tạ. Bao lâu không gặp lại em, em vẫn ổn chứ? Cảm ơn. Tôi không cần những lời hỏi thăm sáo rỗng của anh. Sao? Nếm mùi nước bẩn có ngon không? Hóa ra là do em cố tình à? Tại sao chứ? Sau khi chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Tại sao á? Tại vì tôi ghét anh. Có thế thôi. Mà này, anh đừng có mơ câu chuyện được làm bạn của tôi nhá. Anh không biết là mình làm cái gì mà em lại bức xúc với anh như vậy. Để bây giờ em chửi anh, rồi trút hết bực dọc lên người anh. Ngày đó em đùng đùng nổi giận rồi chia tay anh. Đến bản thân anh cũng không hiểu là mình đã làm cái gì cả. Anh im đi. Điện đây tôi nói hết cho anh nghe này. Con Vân này vẫn đang rất là cay cú. Bởi vì anh. Chính vì anh không hoàn thành trách nhiệm của một thằng người yêu đấy. Không hoàn thành đúng trách nhiệm. Thế tôi nói không đúng à? Thế hồi yêu nhau, anh có chiều chuộng tôi không? Có đáp ứng mọi yêu cầu và trách nhiệm mà tôi cần không? Sao? Anh mở mồm ra nói đi. Thế mà đến lúc chia tay, anh lại quay ra anh than khóc kể khổ với lũ bạn anh, để chúng nó quay ra chửi bới tôi, nói tôi là một đứa trơ trẽn, ăn cháo đá bát, bỏ rơi anh trong lúc khó khăn. Anh chơi như thế thì ai chơi lại anh hả anh Cường? Em hiểu nhầm rồi. Anh chưa bao giờ trách móc hay là kể lể kêu khổ với bất cứ ai cả. Anh im đi. Anh còn chối cái gì nữa? Để rồi mọi tai tiếng á đều do con này gánh vác hết. Cô luôn miệng mắng nhất tôi là không hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai. Vậy tôi hỏi cô, quần áo, mỹ phẩm, tiền sinh hoạt hàng ngày, ai là người đưa cho cô? Rồi thì cô đòi gì, cô muốn gì, tôi cũng đều đáp ứng mà không kêu qua nửa lời. Rồi thì cô nói cô chán yêu, tôi cũng tôn trọng cô và đồng ý. Cô còn muốn cái gì nữa? Tôi làm gì mà cô vẫn chưa hài lòng? Thế thì tôi hỏi anh, chuyện anh lén lút ngoại tình sau lưng tôi, nó là như thế nào? Tôi đã giải thích đi giải thích lại với cô không dưới 20 lần. Đó là chị họ của tôi. Tại sao cô không chịu tin, trong khi đã có bằng chứng rõ ràng? Nên cô Vân ạ, nếu hết yêu thì cô cứ nói thẳng, cần gì phải lý do này, lý do nọ làm gì chứ? Đàn ông các anh, miệng ba lưỡi bảy, ai mà biết được. Thôi,
Dừng lại được rồi. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta bây giờ không liên quan gì đến nhau nữa. Anh đang khinh thường con này à? Tôi chưa bao giờ khinh thường cô cả. Cái loại nghèo nàn như anh á, không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Anh nghe rõ chưa? Cô quá đáng lắm rồi. Cái thứ nghèo nàn, rẻ mạt thì mới phải ngồi đây ăn mì tôm. Chứ nếu như giàu thì người ta đã đi ăn nhà hàng rồi. Này cô kia, nãy giờ tôi chứng kiến hết cả rồi, sao cô lại ném hộp mì vào người ta thế hả? Con điên này, chuyện của mày à mà mày chĩa mõm vào? Không phải chuyện của tôi, nhưng tôi thấy cô làm như thế là sai rồi. Thôi cô ạ, cô không phải tranh cãi với cô ấy làm gì. Hai cái đứa nghèo hèn chúng mày rất là hợp đôi với nhau đấy. Anh Cường à, bạn trai hiện tại của tôi cực kỳ giàu có và hơn đứt anh về mọi mặt. Anh cứ sống trong cái thế giới nghèo hèn và rẻ mạt của anh đi nhá. Bye. Không hiểu cô ta là loại người gì nữa. Cảm ơn cô. Anh lau qua đi cho đỡ bẩn này. Tôi xin. Tôi có việc bận rồi, tôi về trước đây. Ơ, cô gì ơi, cô. Ô, anh ơi. Hình như con kia cũng đến đây xin việc hay sao ấy. Kệ nó, dù gì thì mình cũng ăn chắc phần thắng rồi. Em còn lo cái gì? Nhưng mà... Còn nhưng nghị gì nữa. Em cứ lo xa. Thôi, đi vào trong đi. Đi. Ô. Em nhìn con này quen lắm. Hình như là lần trước nó chĩa mõm vào chuyện của em thì phải. Cái con mà bênh thằng yêu cũ của em đấy á? Đúng rồi đấy. Lần trước em chưa đánh được nó. Bây giờ em phải ra giã cho nó một trận, cho nó đỡ tức. Để anh đi với em. Là cô à? Là tao đấy. Mày ngạc nhiên lắm à? Tôi không có ý gì. Dù sao tôi với cô cũng không hề quen biết. Mày cũng ghê đấy. Cũng đến ứng tuyển nhân viên chính thức à? Đúng vậy. Tao khuyên chân thành mày một câu này. Tốt nhất á là mày cầm cái hồ sơ ghẻ của mày cút ra khỏi đây đi. Cái vị trí nhân viên tập đoàn ABA á không thuộc về cái mặt mày đâu. Cô nói vậy là có ý gì? Tao chỉ nói thế thôi. Mày hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Tôi không cần biết. Việc cô làm, việc tôi làm, thế thôi. Này cô em, có phải cô em hôm trước chửi người yêu anh đúng không? Thì ra là hai người để bụng chuyện lần trước. Nói cho anh biết là do bạn gái anh ra tay với người ta nên tôi mới khuyên can thôi. Tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì cút khỏi đây. Đừng để thằng này nổi cơn điên nhá. Chứ không á là tôi không nể nang đâu. Kể cả cô có là con gái. Hiểu chưa? Anh này buồn cười rồi đấy. Tôi làm gì hai người mà sao lại xé hồ sơ của tôi? Nhìn ăn mặc cũng có vẻ chi thức, sao lại hành xử thô lỗ như vậy? Mày nói thô lỗ con kia. Mày có muốn vào không hả? Này, dừng lại đi. Cô lại bắt đầu bắt nạt người ta rồi đấy. Những hành động của hai người tôi thấy hết rồi. Quá đáng một vừa hai phải thôi. Là anh à? Thằng người yêu cũ nghèo nàn đây à? Cái gì? Người yêu cũ của em đây á? À? Hôm nay ngày gì mà tụ tập với nhau hết ở đây nhỉ? Trông quần áo nghèo nàn, chẳng có tiền đồ gì cả. Nom chán thế. Thế mà ngày xưa em yêu được anh này em thật sự. Thì em đâu biết ngày xưa anh ta cho em uống bùa mê thuốc lú gì đâu. Nếu hai người còn tiếp tục gây sự nữa, tôi gọi bảo vệ đến đấy. Ôi trời, mày cứ làm như mày làm bảo vệ ở đây, mày dọa tao. Đũa mốc, tròi mâm son. Tôi đang nói một cách nghiêm túc. Nếu anh không tin, tôi sẽ gọi bảo vệ ra bây giờ. Dù gì đây cũng là nơi công sở, chứ không phải nơi để mà anh gây ồn. Thôi được, tao quân tử, tao không thèm chấp cái loại rác rưởi như mày. Ok. Em. Dạ.
và nộp hồ sơ đi. Anh ở ngoài đây đợi. Anh đợi em một tí nhá. Đi đi. Con gà, cút ra, ngứa mắt bố mày. Tốt nhất là nên đi về đi, rất là mất thời gian. Vẫn chứng nào tật nấy. Thật không ngờ lại được gặp lại cô. Sau ngày hôm đó, tôi vẫn thấy tiếc vì vẫn chưa kịp hỏi tên. Tôi tên là Tuyền, còn anh? Tôi tên là Cường. Mà hồ sơ của cô bị xé rồi. Hay là tôi chở cô đi làm lại nhé. Vậy có phiền anh không ạ? Không phiền đâu. Cô đợi tôi đi lấy xe, chở cô đi mua hồ sơ, làm lại giấy tờ, rồi nộp cho phòng hành chính nhân sự nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Anh ơi, anh có chắc chắn là đợt này em sẽ trúng tuyển không? Anh đã nói với em bao lần rồi, em yên tâm đi. Giám đốc điều hành ấy, là anh họ của anh, nên là chắc chắn sẽ thành công. Anh họ anh á? Có phải là anh Phú lần trước đi ăn với bọn mình không? Đúng rồi. Anh nói em nghe nhá, anh Phú anh giỏi lắm. Anh ấy kéo về cho tập đoàn không biết bao nhiêu dự án lớn á. Chủ tịch còn phải kiêng dè anh ấy vài phần cơ mà. Uầy, thật á? Thế anh hỏi anh Phú cho em đi, xem kết quả của em thế nào. Không phải hỏi, lát nữa anh ấy đến đây bây giờ đấy. Em chỉ cần chuẩn bị cái số tiền lo lót á, đầy đủ rồi đưa cho anh Phú. Ok hết. Để em chuyển luôn cho anh Phú. Mà 50 triệu ấy, không ít đâu anh ạ. 50 triệu cũng là số tiền lớn đấy. Tích cóp tiết kiệm bao lâu. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ạ, thì bỏ 50 triệu ra để được nhận vào làm nhân viên chính thức của một tập đoàn lớn, lớn hàng đầu, thì cũng nên em ạ. Khả năng là chỉ có tầm tháng rưỡi thôi là em thu lại vốn ban đầu ngay ấy mà. Em thật là may mắn khi có anh giúp đỡ ấy. Tất nhiên rồi, anh yêu em mà. Này, thế rủ nhau đi hú ý thôi cơ à? Đúng là cái loại con gái dễ dãi. Này, cô nói ai dễ dãi? Chắc cô Vân đây hiểu sai nghĩa về hai từ dễ dãi rồi thì phải. Đúng là thằng cô hồn ám quẻ thật đấy, đi đâu cũng gặp. À, phải rồi, hình như là người yêu của anh trượt rồi đúng không? Chứ với năng lực của cô ta ấy thì làm sao đủ trình độ vào tập đoàn ABA như tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Đầu óc anh ba đậu à? Mà tôi nói anh không hiểu. Để tôi nói rõ cho anh nghe nhá. Người yêu của anh không đủ trình độ để vào tập đoàn ABA. Chị xin lỗi cưng nhá, chị mới là người được chọn cơ. Em đen đủi thật đấy, dính phải thằng người yêu cũ sao chổi của chị, nên làm việc gì cũng đen đủi ấy. Chưa có kết quả, sao cô tự tin thế? Chả tự tin thì không à. Anh nói cho cô gái biết này, anh họ anh ấy là giám đốc tập đoàn ABA. Kết quả tuyển dụng anh ấy sắp xếp hết. Nói chung là em thì em khó có cửa đấy. Cũng may là có anh Phú đứng ra sắp xếp mọi chuyện. Chứ để cái loại rốt nát như cô mà vào làm á, hỏng hết của một tập đoàn. À, thì ra là có chân đút lót. Như vậy thì có gì đáng tự hào chứ. Tôi nghĩ làm cái gì cũng cần nỗ lực từ tài năng của chính bản thân chứ. Alo anh Phú à, anh đến chưa? Dạ em đang ngồi ở đây rồi ạ. Vâng vâng, anh vào luôn nhá. Anh Phú đến rồi à anh? Giám đốc điều hành của tập đoàn ABA đã đến. Tốt nhất là chúng mày xéo đi. Ở đây ô nhiễm môi trường bọn tao. Với cả chúng mày á, không tạo được mối quan hệ tốt như bọn tao đâu. Xin chào, mọi việc vẫn ổn thỏa cả chứ? Ôi giời ơi, anh à, anh đến rồi à? Đấy, chúng mày thấy chưa? Người giàu thực sự nó như thế đấy. Ừ. Ô, em chào chủ tịch ạ. Cái gì anh, cái anh Phú? Anh gọi thằng này là chủ tịch á? Anh Long ơi, có phải anh họ của anh bị cận không? Sao chủ tịch lại ở đây ạ? Thì ra giám đốc mà họ nhắc đến là cậu à? Từ lái xe mà trở thành giám đốc điều hành rồi cơ. Cậu giỏi đấy. Cậu làm tôi hơi bị sốc. Sao lại là lái xe? Anh Long, anh bảo anh họ của anh làm giám đốc gì gì cơ mà, sao bây giờ tự nhiên anh Cường làm chủ tịch?
anh ta lại là lái xe? Cô im mồm ngay, chú cô nói ở đây à? Hôm trước tôi đi khảo sát thực tế, đói quá nên là ăn tạm hộp mì mà tôi mua ở quán, rồi gặp cô và xảy ra hàng loạt chuyện như vậy. Còn giám đốc mà hai người nói, thực ra là lái xe của tôi. Xe của cậu ta đang đi cũng là xe của tôi. Thật à? Anh Long, hóa ra là anh lừa tôi à? Anh bảo là tôi chỉ cần chuyển 50 triệu cho anh Phú thì tôi sẽ được nhận làm nhân viên chính thức mà. Tôi không biết. Anh... Cậu Phú, tôi không nghĩ là cậu dám giả mạo giám đốc đi lừa đảo một cách trắng trợn như vậy. Cậu làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn của tôi. Chắc chắn tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Chủ tịch, em biết lỗi rồi. Xin chủ tịch hãy tha cho em một con đường sống ạ. Thì ra là chúng mày hùa nhau vào lừa tiền của tao. Chúng mày trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao! Nhanh! Cái con rùa này, mày bị điên à? Là mày ngu, mày thì mày chết, mày hiểu chưa? Là mày tự chuyển. Mày đừng có mà cãi cùn, trả tiền cho tao! Đây! Ở đây ồn ào quá, mình đi chỗ khác uống nước đi. Mới sáng ra trời mưa. Này anh ơi, anh. Anh dừng lại, em bảo. Cái gì đấy? Anh có thấy cái nhà này nó kỳ lạ không? Lạ thế nào? Anh không để ý là nhà này không bao giờ đóng cửa à? Cả sáng cả tối em đi qua nhá, đều mở cửa. Thế nhưng mà không có ai ở trong nhà cả. Em nói anh mới nhớ nhá. Từ lúc mà ông Quốc vào Nam làm ăn, anh chưa gặp người trong nhà này bao giờ cả. Có khi nào nhà này có ma không? Vớ vẩn, ma đâu ra? Ma nào bật điện buổi tối trong nhà? Thế nhưng mà em có bao giờ gặp người trong nhà này đâu. Chắc là họ đi vắng thôi. Thế nhưng mà em nhớ nhá, nhà này đi làm ăn xa hết rồi, có bao giờ thấy về quê đâu. Làm sao mà có người ở trong nhà được? Thì chắc là lâu rồi người ta không về, bây giờ người ta mới về. Không đúng. Nếu như mà có người trong nhà nhá, thì phải nói chuyện rôm rả rồi, chứ ai lại im thế này, đúng không? Thôi kệ đi, biết đâu người ta không thích nói chuyện thì sao? Thôi, tự nhiên em thấy lạnh hết cái. Em đừng có mà dọa anh. Anh đã sợ ma rồi, bây giờ em nói thế tối anh không dám đi qua đây đâu. Anh cẩn thận nhá, không thì có ngày nó bắt anh vào để làm thịt đấy. Thôi, mình đi, đừng có đứng đây nữa. Anh sợ rồi à? Nhát gan ấy. Anh thì sợ cái gì? Lại điêu. Mồm vừa lúc nãy bảo sợ ma xong bây giờ lại bảo không sợ gì. À thì đấy là buổi tối, chứ ban ngày ban mặt này anh sợ cái gì? Thích anh xông vào anh hỏi người ta ngay. Đấy, thì vào đi. Thôi, đi vào làm gì, tự nhiên đi vào nhà người ta bất lịch sự ra. Rồi đi. Sợ thì nói luôn đi lại còn. Đi. Chị ơi. Ơi. Bán cho em mới rau mùng tơi ạ. Thế sao chị nhìn em giống con nhà bà My thế nhở? Vâng, em là con nhà mẹ My đấy. Ôi giời ơi, cái Tuyền phải không? Ui, sao mà lớn thế? Ngày xưa mẹ em đi chợ hay dắt em theo, cái lúc đấy em còn bé tí này. Mà bây giờ lớn quá. Vâng, em còn học xong cả đại học rồi đấy. Thế cơ à? Ôi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế này chả mấy nữa mà lấy chồng đâu. Em còn trẻ mà, chồng con gì bây giờ? Em phải đi làm kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ đã. Ôi, thật đấy hả? Khiếp. Bà My có đứa con gái như em, đúng là mát lòng mát dạ. Em cũng bình thường thôi chị ạ. Mà em đang vội, chị tính tiền cho em nhá. Đấy, cứ mãi đứng nói chuyện là chị quên mất thôi. Chị ăn hộ chị hai mới nhá. Dạ vâng, của em bao nhiêu tiền đấy ạ? 10.000 em ạ. Dạ đây. Vâng. Em gửi ạ. Ừ, đây, rau của em đây. Chị dạ. Xin nhá. Hôm nào mà mua gì ạ, cứ ra ủng hộ chị. Dạ vâng, em cảm ơn, em về đây. Ừ, xinh gái quá. Ô, chị Vân. Ơi. Chị đâu đấy ạ? À, chị đang ra chợ mua đồ ăn. Sao hôm nay đi chợ sớm thế? Hôm nay em ở nhà nên em đi sớm. Ừ. À mày này, lại chị bảo. Sao thế ạ? Cái nhà gần nhà mày có ai ở không? Nhà nào á? Cái nhà mà cả nhà đi vào Sài Gòn ý. À, ý chị là nhà bác Quốc á. À ừ đấy, đúng rồi. Thế nhà bác đấy về rồi à? Chưa, đi cả chục năm rồi, đã về đâu ạ? Thế sao trong nhà đấy lại có người nhỉ? Có người á chị? Em đi qua cũng không hay để ý bên trong nên em không biết.
Thực ra không hẳn là có người đâu, bởi vì chị đi qua không thấy có ai cả. Mà nhá, thời gian gần đây á, chị thấy cứ mở cửa suốt thôi ý. Eo ơi, nghe chị nói ghê thế. Chị đừng có dọa em đấy. Chị dọa mày làm cái gì? Thật đấy, nếu như mày không tin nhá, tí nữa về mà xem. Chị nói thế, ai mà dám sang? Lỡ không phải người, mà là... Ôi, thôi, em sợ lắm, em không sang đâu. Mà con này á, mày cứ như là người trên mây ý. Nhà gần đấy mà không biết cái gì hết. Thì em cũng sáng đi làm rồi tối về, làm gì có thời gian để ý mấy cái đấy. Bảo sao mày chưa có người yêu là đúng ấy. Ồ, chuyện này thì liên quan gì đến việc em có người yêu? Thì mày chả bảo là mày đi làm suốt còn gì. Bận rộn như thế à, thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương. Tại em không thích thôi, chứ người thích em đẩy ấy. Thôi tao xin mày, mày đừng có mà tự an ủi mày nữa. Ừ, có ai được tốt số như chị Vân đâu. Suốt ngày được anh Long kè kè ở bên. Mày lại đến giờ trêu chị mày rồi đấy à? Chị nhột rồi à? Không, có cái gì đâu mà phải nhột. Thôi, chị đi chợ đi. Em phải về nấu cơm đây. Hôm nào rảnh, chị em mình đi uống nước. Ừ, thế về đi. Mà chị bảo, lúc nào rảnh á, nhớ tạt sang nhà kia xem nhá. Ừ. Thôi, em không sang đâu. Chị đi mà sang. Thế nhá, em về đây. Ôi, cái con này, nhát giống y hệt ông Long cơ. Còn nên sang xem không nhở? Nhưng mà lỡ có ma thì sao? Cái bà Vân này, tự nhiên nói làm gì? Để mình tò mò không biết. Đúng là không có ai thật. Không có người mà cửa vẫn mở. Lạ thật đấy. Cô đang làm gì ở đây đấy? Anh làm tôi giật cả mình. Tôi có làm gì đâu. Mà anh là ai thế? Tôi là người ở trong căn nhà này. Anh là người ở trong căn nhà này á? Sao thế? Có chuyện gì à? Anh là người hay ma thế? Cô bị làm sao vậy? Nghĩ sao mà bảo tôi là ma? Thế anh là người thật à? Tôi là người thật. Mà cô nhìn đi, có con ma nào đẹp trai như tôi không? Thế mà tôi cứ tưởng. Mà tại sao cô lại nghĩ tôi là ma? Thì tại cái nhà này lúc nào cũng mở cửa mà lại không có ai cả, nên tôi mới nghĩ như thế. Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy. Thế nhưng mà anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà Bắc Quốc? Anh là gì với Bắc Quốc thế? Tôi là người từ nơi khác đến, thấy căn nhà này không có ai ở, nên tôi đã liên hệ để thuê lại. Thế chủ nhà này tên là Quốc à? À, thì ra là thế. Thế nhưng mà anh đi ra ngoài không bao giờ đóng cửa. Đi ra ngoài không đóng cửa, anh không sợ trộm vào à? Tại tôi thích mở vậy, cho nó thoáng nhà. Mà nhà tôi không có đồ đạc gì đó, trộm có vào cũng phải quay xe thôi. Anh cũng lạc quan thật đấy nhở. Cô còn chuyện gì nữa không? À không, không còn chuyện gì nữa. Tôi đi về đây. Thế nhà cô ở gần đây à? Nhà tôi ở bên kia kìa, cách nhà này có 3 căn thôi. Ừ. Thế cô có muốn vào nhà uống nước không? Thôi, tôi phải đi về rồi. Anh gì ơi, cho tôi nhờ tí. Là cô à? Có chuyện gì vậy? Bây giờ anh có bận cái gì không? Tôi không. Sao thế? Anh có biết lắp bóng đèn không? Ờ, tôi cũng biết sơ sơ. Vậy anh sang nhà tôi lắp hộ tôi cái bóng đèn được không? Được, đi thôi. Vâng, cảm ơn anh. Được rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Không có gì. À, mà tên anh là gì thế ạ? Tôi tên là Cường. Vâng, em tên là Tuyền. Mà anh vào nhà uống nước đã à? Thôi, không cần đâu, tôi về đây. Vâng, vậy em cảm ơn anh. Ừ. À, anh đợi em một chút. Ổi nhà em ngon lắm anh ạ, anh cầm về ăn đi. Vậy tôi xin nhá, cảm ơn. Dạ vâng, anh về ạ. Anh Long, anh sợ à mà anh đi nhanh á? Anh còn lâu mới sợ. Không sợ thì anh đứng lại đi. Đứng lại làm gì? Đây là cổng nhà người ta, đứng lại làm gì? Thế nhưng mà em tò mò lắm, không biết có ai ở trong nhà không? Có hay không thì kệ nó,
có liên quan gì đến mình đâu. Thế nhưng mà cái tính của em nó tò mò, em phải tìm ra bằng được, không thì là em rất là khó chịu. Thế bây giờ em muốn thế nào? Hay là mình vào trong này xem thử đi. Em điên à? Vào đấy người ta tưởng mình ăn trộm thì sao? Thế nhưng mà mình chỉ vào xem thôi chứ có ăn trộm gì đâu mà mình phải sợ. Thôi đi đi, tự nhiên mình vào đây mình mua việc để làm cái gì? Mua việc cái gì mà mua việc? Thế anh có vào trong cùng em không thì bảo. Không đi. Không đi thì là sao, đừng có gặp em nữa nhá. Ôi. Thế có đi không thì bảo. Đi thì đi, sợ cái gì không đi. Đi mà. Có mày em ơi, tôi đi vậy. Này, hai người làm gì ở nhà tôi đấy? Em ơi. Dạ. Người hay ma ấy nhỉ? Nhìn đẹp trai như này chắc chắn không phải là ma rồi. Đẹp trai cái đôi gì? Thế mà đẹp trai à? Anh hết sợ rồi à? Em động cái lòng tự trọng của anh còn lâu mới sợ. Anh cũng đẹp trai chứ bộ. Ái chà chà, kinh đấy. Tôi đang hỏi hai người đấy. Hai người đến đây làm gì? Đây là nhà anh à? Đây là nhà tôi thuê lại. Hai người vào đây có việc gì? Bọn tôi tưởng bác Quốc về nên là đến thăm. Đúng không anh Long? Đúng. Tôi thấy vẻ lén lút của hai người giống trộm hơn đấy. Anh nói cái gì cơ? Nhìn bọn tôi thế này mà bảo là ăn trộm á? Đúng. Mặt chúng tôi đàng hoàng thế này cơ mà. Uy tín. Uy tín. Thế tại sao vào nhà người khác không bấm chuông mà lại tự tiện vào thế này? Kể ra mà có chuông thì tôi cũng bấm đấy. Nhưng mà không có. Vậy tại sao không gọi cổng? Thế bọn tôi quen thế rồi. Trước là cứ thế mà vào thôi, không cần phải gọi cái gì cả. Đúng không anh Long? Đúng. Làm sao tôi có thể tin hai người được? Cứ phải báo công an cho chắc đã. Em ơi, người ta báo công an kìa. Chuồn. Này. Ôi trời. Này, này, sao em lại đến đây? Em sang cho anh Cường ít rau. Ông này tên Cường à? Quen nhau à? Vâng. Anh Cường hơi ít nói thôi, nhưng mà tốt lắm. Ừ, thế có gì đó hỏi chị nhá. Chị đi đây, đi anh Long. Sao anh chị đi nhanh thế nhở? Có chuyện gì thế anh? Bọn họ xông vào nhà anh dọa báo công an. Chắc là sợ quá nên là bỏ chạy mà. À, thì ra là thế. Nhưng mà anh đừng trách anh chị ấy nhá. Anh chị ấy tốt lắm. Chắc là tại tò mò giống em nên mới vào đây thôi. Được, không sao. Nếu là bạn của em ấy, anh tin tưởng mà. Anh chị ấy cũng là người dân làng này anh ạ. À, lúc nãy em ra đồng hái rau, tiện thể mang cho em một ít luôn. Em chu đáo quá, anh cảm ơn nhé. Không có gì đâu anh ạ. Mà thôi, em về nhé. Em về nhé. Vâng. Các anh là ai? Sao tự nhiên lại chặn đường tôi? Thằng anh mày có ở nhà không? Không, anh ấy đi làm ăn xa rồi. Thế các anh tìm anh ấy có chuyện gì? Nó nợ tiền bọn tao. Nếu như nó không có ở nhà thì mày trả thay nó đi. Thế anh ấy nợ các anh bao nhiêu tiền? 50 triệu. Cái gì? 50 triệu á? Tôi không có tiền đâu. Nếu như không có tiền ấy, tao sẽ đập cái nhà này của mày. Alo anh Long ơi, anh sang nhà em cứu em đi. Vâng. Nhà chị Vân có chuyện gì mà đông người thế nhở? Cả anh Long cũng đến luôn. Anh Long, cứu em. Chị Vân, có chuyện gì thế ạ? Hai cái anh này đến nhà đòi nợ anh trai chị. Thế nhưng mà anh trai chị không có ở nhà, chị thì cũng không có tiền, nên là đang đòi đập nhà của chị. Nếu như không có tiền ấy, tao đập cả mày luôn ý, chứ không phải đập nhà đâu. Các anh cứ bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói. Sao mà nóng nảy thế? Tao đến đây không phải để nói chuyện. Trả nợ đi. Anh ơi, em không có tiền thật. Hay là anh để cho em một thời gian nữa đi, xong thì em kiếm tiền em trả. Mày đùa tao à? Nếu như hôm nay không có tiền ấy thì mày không xong với tao đâu. Nhà cô ấy nợ các anh bao nhiêu tiền? 50 triệu. Được, tôi sẽ trả cho các anh. Em cảm ơn anh ạ. Khi nào gia đình em có tiền thì sẽ gửi lại cho anh. Ừ, chuyện đó để tính sau đi. Anh ơi, chuyện hôm nọ bọn em xông vào nhà anh là lỗi của bọn em. Em xin lỗi anh ạ. Xin lỗi anh ạ. Không sao,
Tôi không để bụng chuyện đó đâu. Xin phép mọi người, tôi ra nghe điện thoại một chút. Dạ vâng ạ. Ê Tuyền, sao ông ấy giàu ấy? Anh ấy là chủ một tập đoàn xây dựng lớn trên Hà Nội đấy. Chủ tịch á? Vâng. Bảo sao, anh ta tiêu tiền không phải nghĩ luôn. Mà này Tuyền ơi, thế tại sao anh ta tự nhiên lại về đây thế? À, anh ấy về đây để nghỉ ngơi một thời gian thôi ạ. Thế thì mày phải nhanh lên. Nhanh gì ạ? Chớp thời cơ mà tán luôn ông ấy đi. Chị có đùa em. Này, tao thấy ông đấy có vẻ thích mày đấy. Đúng đấy, tao cũng thấy thế. Sao anh biết? Tại vì anh cũng thích người khác nên anh biết. Anh thích ai? Anh thích... Thôi, anh chị nói chuyện đi nhá. Em về trước đây.